Việc tiếp cận với các sản phẩm công nghệ thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp nhằm tăng cao chất lượng, sản lượng, kiểm soát rủi ro thất thoát nông sản sau thu hoạch rất cần thiết với các doanh nghiệp nông nghiệp, hộ chăn nuôi, trồng trọt. Đáp ứng yêu cầu này, đồng thời thúc đẩy tiềm năng nông lâm ngư nghiệp của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức triển lãm GrowTech 2019. Triển lãm năm nay có sự góp mặt của 300 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao, 1.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, 500 chủ trang trại điển hình toàn quốc, 300 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới như Israel, Nhật Bản, Úc, Italia, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc. Ngoài ra, tham dự Việt Nam GrowTech 2019, các doanh nghiệp còn được các chuyên gia trực tiếp tư vấn thực tế để xác lập quyền sở hữu trí tuệ, mô hình hợp tác đầu tư kết hợp với chuyển giao công nghệ trong nông lâm ngư nghiệp.